Tân Lộc Đông cách đây 15 năm tôi tới thì nó rất là khá, nó phát triển. Tiểu cảnh bằng trái cây mình rất là thích, rất là đẹp. Đó là những lời nhận xét của khách phương xa khi đến với Tân Lộc, nơi được mệnh danh là vựa trái cây bốn mùa trĩu quả. Rõ ràng, thế mạnh du lịch nông nghiệp của vùng đất Cù Lao không chỉ biểu hiện ở sự khéo tay của người nông dân, mà còn bởi đặc tính của đất đai thổ nhưỡng. Bằng chứng, cây trái đến với ngày hội không chỉ ngon mà còn độc và lạ. Đây là những loại cây trái độc lạ của nông dân Cần Thơ. Như quý khán giả nhìn thấy, đây là cây vú sữa hoàng kim. Còn phía bên đây là một vườn dừa gần 50 trái. Đặc biệt, bên đây có một trái mãng cầu nữ hoàng nặng đến 1 kg. Và phía bên đây nữa, một củ khoai mì nặng khoảng 30 kg. Trên mảnh đất bồi hôm nay, không khó để bắt gặp những vườn cây trái trồng theo quy trình sạch khép kín, luôn mở cửa đón khách. Chúng đang xen với hơn chục căn nhà cổ, tạo thành bộ sản phẩm du lịch chỉ có ở Tân Lộc. Tôi sống 15 năm tôi biết là cái người dân Tân Lộc hết sức là cần cù và họ yêu cái mảnh đất của họ. Họ sẽ làm cho cái vùng đất của họ trù phủ hơn. Cái hay của người dân Cù Lao là biết kết hợp giữa xưa và nay, giữa chất mới trên nét cũ. Mô hình du lịch dưới tán dừa được cho là minh chứng sinh động nhất. Bây giờ thì bê tông hóa trên các đô thị nhiệt độ nóng. Người dân là muốn xu hướng là về những nơi mát, khí hậu thoáng mát. Cần Thơ đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ thu hút 3,1 triệu lượt du khách đến lưu trú, doanh thu ước đạt 4.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, muốn đạt được điều này, địa phương đang tính đến hiệu quả kinh tế cùng lúc mang lại cho các nhà vườn, phát triển du lịch cộng đồng nhưng cần tránh quá tải mùa cao điểm, làm mất đi không gian trong xanh như mong đợi.